Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chúng ta lại gặp nhau trong một cái vlog điện thoại nho nhỏ rồi. Và cái thời điểm này mình nghĩ là một cái thời điểm mà mặc dù Hà Nội đang rất lạnh, tuy nhiên cái thông tin ở trên mạng thì đang cực kỳ nóng khi mà nó liên tục xoay quanh bốn sản phẩm vừa ra mắt của tập đoàn Vingroup. Đấy chính là Vsmart. Đấy, chúng ta sẽ có bốn dòng sản phẩm mà mình cũng sẽ nói thật là ngắn gọn, thật là nhanh thôi. Đấy là chúng ta sẽ có dòng Joy là dòng giá rẻ này, chúng ta sẽ có dòng Active là dòng tầm trung. Tuy nhiên cái mức giá mà Vsmart đặt ra cho bốn sản phẩm này là một mức giá không thể tin nổi, một mức giá có thể coi là quá rẻ luôn. Và hôm nay cái vlog của chúng ta là sẽ bàn về cái mức giá của những sản phẩm Vsmart, và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ bàn xem là cái mức giá này liệu nó cạnh tranh trực tiếp với Xiaomi hay không, và liệu với cái mức giá như thế này thì các cái sản phẩm Vsmart liệu nó có giết chết những sản phẩm Bphone hay không. Đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau ngồi bình luận. Thế trước khi nói về điều đó thì các bạn cũng biết là trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, những cái hãng điện thoại smartphone của Trung Quốc đang dần dần thâm nhập thị trường Việt Nam. Các cái hãng smartphone của Trung Quốc ấy thì họ hướng tới đối tượng người dùng là có một cái thu nhập thấp, tuy nhiên cần một điện thoại có một cái cấu hình rất cao và thời lượng pin phải tốt. Đấy, điển hình ở đây là Xiaomi. Và ngày xưa khi mà Xiaomi vào Việt Nam ấy thì họ lấy cái tiêu chí là cấu hình là yếu tố quan trọng nhất, tất cả những thứ khác có hay không không quan trọng. Đấy, các bạn thấy là những điện thoại Xiaomi cấu hình cực cao đấy. Và cũng ở một cái vlog điện thoại nói về điện thoại Trung Quốc thì mình cũng đã nói với các bạn rằng là nếu mà trong cái tầm giá khoảng 15 triệu thì mình sẽ không mua điện thoại Trung Quốc, bởi vì là rõ ràng là mình có những cái sự lựa chọn thay thế khác nó tốt hơn, ví dụ như Samsung Galaxy Note 9 chẳng hạn. Tuy nhiên bây giờ cái câu nói này của mình có lẽ nó sẽ thay đổi hơn nữa, bởi vì trong phân khúc hàng giá rẻ chúng ta đã có những sản phẩm điện thoại của Việt Nam như là Vsmart, thì tại sao chúng ta lại phải lựa chọn những sản phẩm điện thoại của Trung Quốc? Và đặc biệt hôm nay cái mức độ ấn tượng về mặt giá của mình thì mình thấy là Xiaomi sẽ là cái đối thủ phải toát mồ hôi đối với cả những cái sản phẩm Vsmart đấy. Đây mình cũng sẽ trả lời những cái câu hỏi của các bạn cũng như là cũng sẽ tổng hợp lại mức giá. Thì đầu tiên đối với cả cái mức giá mà mình thấy bất ngờ nhất, đấy là mức giá của dòng Joy 1. Khi mà với mức giá của Joy 1 là chúng ta đã có một cái sản phẩm, nó mức giá là, đây nhá, mình nói luôn là mức giá chỉ rơi vào khoảng là 2.490.000 đồng đối với cả cái thời điểm đầu tiên khi mà các bạn đặt mua, và mức giá là 2.590.000 đồng đối với cả cái thời điểm sau khi mà cái số lượng hàng ban đầu họ đã bán hết. Đấy, thì rất nhiều bạn nói với mình là bây giờ cái mức giá này chúng ta có, ngày trước chúng ta có Realme C1 là của Oppo đấy. Nhưng các bạn để ý nhá, Realme C1 chúng ta sẽ chỉ có cái sản phẩm mà nó có bộ nhớ RAM là 2GB thôi và bộ nhớ trong là 16GB. Nhưng cái con Joy 1 này là con mình vô cùng bất ngờ luôn, khi mà nó lại có bộ nhớ trong là 32GB và có RAM là 3GB. Đấy, có thể coi là mạnh nhất ở trong cái phân khúc giá của nó rồi. Và thêm một điểm nữa mà mình cũng bất ngờ nhưng mà cũng hơi khó hiểu, đấy là Joy 1 lại sở hữu con chip Snapdragon 435, lại còn cao hơn cả Joy 1 Plus. Joy 1 Plus lại chỉ sở hữu con chip Snapdragon 430 thôi. Đấy, con Joy 1 có USB Type-C các bạn ạ. Joy 1 có USB Type-C, các bạn có tin được không? Đấy, còn con Joy 1 Plus hình như là chỉ có micro USB thôi. Đấy, đấy là một cái mức giá mà mình đã thấy là không thể tin nổi được rồi. Đấy là còn nhá, các bạn chú ý nhá, tất cả những sản phẩm Xiaomi bán ra tại thị trường Việt Nam ấy, đối với cả hàng sách tay thì chúng ta sẽ gặp vấn đề khó khăn nhé, về vấn đề là cài ROM tiếng Việt. Đấy, đối với cả sản phẩm hàng chính hãng thì chúng ta cũng sẽ chỉ được bảo hành là 12 tháng thôi. Nhưng những sản phẩm này của Vin là họ bảo hành lên tới 18 tháng. Đấy, các bạn có tin được không? Bảo hành tới 18 tháng và một đổi một trong vòng 101 ngày, nghĩa là sấp xỉ 3 tháng rưỡi. Thực sự là mình quá bất ngờ với cả cái chế độ bảo hành như này. Còn tất nhiên với những cái điểm bán của họ thì họ sẽ có khoảng sấp xỉ là 3.500 điểm bán tại những cái cửa hàng lớn như là Thế Giới Động, FPT Shop, Viettel Store, Viễn Thông A hay là Vinpro đấy, và sẽ có thêm 1.500 điểm bán nữa ở tại những cái cửa hàng nhỏ lẻ trên toàn quốc. Thế còn về vấn đề bảo hành thì sao? Bảo hành thì cũng sẽ có khoảng 567 cơ sở bảo hành trên những cái hệ thống Vinmart, những hệ thống siêu thị Vinmart đấy. Đấy thì sẽ khiến cho chúng ta yên tâm hơn. Và ở đây thì mình thấy như này này, tại sao cái mức giá của họ lại để rẻ như vậy, là bởi vì họ tính theo cái chính sách giá 30. Chính sách giá 30 ở đây là gì? Đấy là không khấu hao, không chi phí tài chính và không lấy lãi.
nghĩa là cái mức giá đến tay các bạn là mức giá thấp nhất rồi. Và lại nói về cái vấn đề giá thì có rất là nhiều bạn nói với mình rằng là Vinsmart để cái mức giá này chẳng lẽ họ lại không lấy lợi nhuận, đúng không? Mình nói luôn đấy là chẳng công ty nào là họ không tính lợi nhuận cả. Đấy, chẳng qua là lợi nhuận ít hay lợi nhuận nhiều thôi. Nhưng cái cách làm của Vin này mình rất thích ở cái là họ đang tính lợi nhuận rất thấp hoặc không có lợi nhuận đối với cả người Việt Nam. Đấy, còn cái mà họ muốn kiếm lợi nhuận là gì? Thì có một bạn cũng bình luận ở đây là Vin họ sẽ kiếm lợi nhuận bằng cách là bán smartphone ra quốc tế để lấy lợi nhuận, nghĩa là thu ngoại tệ về cho chúng ta. Chứ còn bán cho người Việt Nam họ sẽ không tính lợi nhuận đâu. Thì đây cũng là một cái ý rất là hay và mình cũng rất là hy vọng Vin sẽ bán được nhiều sản phẩm. Bởi vì bây giờ các bạn tưởng tượng nhé, cái mức giá này là mức giá quá tốt rồi. Và mức giá này hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với cả Xiaomi trên thị trường quốc tế luôn, chứ không chỉ cạnh tranh ở thị trường Việt Nam đâu. Mức giá này mà đảm bảo sang Ấn Độ thì Xiaomi toát mồ hôi luôn, bởi vì thị trường Ấn Độ có thể coi là một trong những cái thị trường rất lớn của Xiaomi. Đấy, tiếp theo nữa là có rất nhiều bạn hỏi mình là liệu các cái sản phẩm Vsmart nó có cạnh tranh trực tiếp với cả những cái sản phẩm Bphone hay không ấy. Thì mình nói luôn đấy là đối với cả Bphone thì họ định hình ở cái phân khúc giá tầm trung và cao cấp rồi. Ví dụ như là Bphone 3 thì sẽ có mức giá là khoảng 6 triệu 9, nghĩa là phân khúc tầm trung. Còn cao hơn nữa thì là tầm khoảng 9-10 triệu là chúng ta sẽ có Bphone 3 Pro, thì là phân khúc giá cao cấp rồi. Và hiện tại thì những sản phẩm Vsmart họ không cạnh tranh trực tiếp về phân khúc giá với cả các cái sản phẩm BKV Bphone. Đấy, mình cũng sẽ nói luôn đấy là Bphone thì nó sẽ có một cái thiết kế mà mình đánh giá là đẹp hơn. Bphone sẽ có chống nước. Đấy, đối với cả những cái sản phẩm của Vin ý, thì mình cũng đã nói đấy là tất nhiên là nó không có cái điểm, chẳng lẽ là chẳng có điểm gì để chê, tất nhiên là nó phải có chứ. Mình thì mình chê ở cái là cái thiết kế của nó là nó không có một cái điểm gì đấy gọi là thiết kế mới lạ, và cái thiết kế của nó cũng không phải là một cái thiết kế mà như thế nào nhỉ? Đại loại là thiết kế là mình chê. Tuy nhiên khi mà để ý đến mức giá của nó thì thực sự là với mức giá đấy là không thể chê được nữa rồi. Đấy, ví dụ bây giờ mà Vin mà để cái mức giá nó khoảng 9-10 triệu chắc chắn là cái con đấy mình chê thậm tệ về về mặt thiết kế luôn. Nhưng bây giờ họ để mức giá đấy thì còn cái điểm gì để chê nữa, mặc dù là thiết kế của nó viền trên viền dưới hơi dày nhưng mà chúng ta cũng chỉ có tầm giá đấy thôi. Đấy. Rồi, thế còn mình thì nghĩ là hiện tại là chưa cạnh tranh trực tiếp với cả BKV Bphone. Tuy nhiên là ở trong tương lai thì mình nghĩ rằng là các cái sản phẩm VinFast nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với cả Bphone. Bởi vì sao? Bởi vì là như anh Trung có nói rằng là sang năm 2019 ý, thì nhiều khả năng là Vin họ sẽ lấn sân sang những cái phân khúc điện thoại hàng cao cấp. Đấy, lấn sân sang cao cấp thì chắc chắn là sẽ động đến Vin rồi, à động động đến BKV Bphone rồi. Thế tuy nhiên là mình nghĩ là cái đó sẽ là cái mà người dùng của chúng ta cảm thấy có lợi nhất, bởi vì càng nhiều hãng sản xuất cạnh tranh nhau thì người dùng càng có lợi mà, đúng không? Đâu có phải nhất thiết là ở một quốc gia chúng ta chỉ có đúng một thương hiệu duy nhất đâu. Ví dụ như ở Hàn Quốc chúng ta sẽ có LG và Samsung cạnh tranh với nhau cơ mà, đúng không? Rồi là ở Trung Quốc thì vô cùng nhiều luôn, chúng ta sẽ có Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo, vân vân và vân vân, rất nhiều hãng cạnh tranh với nhau. Và chính vì vì cái việc cạnh tranh với nhau như vậy thì người dùng của chúng ta mới là những người được hưởng lợi. Đấy. Đối với cả những sản phẩm Active thì sao? Active thì mức giá cũng không thể tin nổi luôn. Đối với cả hàng Active, đây là hàng chính hãng nhé các bạn nhé, bởi vì Vin là hãng mà. Đây là hàng chính hãng thì đối với cả cái con Active 1 như này, với mức giá ban đầu của nó sẽ là 4 triệu 9. Đây là con điện thoại có con chip 660 rẻ nhất đang được bán ở trên thị trường hàng chính hãng bây giờ. Nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với cả con gì? Cạnh tranh trực tiếp với cả con Xiaomi Mi A2. Hai con này đều có sạc nhanh luôn, đều có sạc nhanh 3.0 luôn. Và đặc biệt nhất, con Mi A2 ấy thì mình chê là cái thiết kế mặt lưng ở phía sau nó hơi thô. Đấy, nhưng con này là mặt lưng ở phía sau lại là mặt lưng kính. Và kính ở đây lại là kính cường lực Gorilla Glass 5 các bạn ạ. Kính cường lực Gorilla Glass 5 là những cái trang bị rất tốt ở trên cái sản phẩm của mình. Rất nhiều bạn cũng đưa ra một cái câu hỏi cho mình đấy là các cái sản phẩm VinSmart thì liệu cái tỷ lệ nội địa hóa sẽ như thế nào? Thì mình cũng nói luôn đấy là cái công đoạn sản xuất là của BQ sản xuất rồi, và chúng ta đã mua lại BQ, mua lại 51% BQ thì mặc định đã là của người Việt Nam của chúng ta rồi. Đấy, còn tất nhiên như thế nào thì mình cũng đã có một cái bài phân tích cũng rất là chi tiết rồi, các bạn có thể tham khảo qua. Rồi, tiếp tục nào, để xem còn cái điều gì để mà tâm sự với các bạn về cái mức giá này hay không. Thực sự là mức giá này là một mức giá mà chính mình cũng không 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 thể tin nổi là chúng ta người Việt Nam chúng ta lại có một cái mức giá như này. Ngày xưa khi mà chỉ có mỗi Bphone ra mắt thì chưa bao giờ mình nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta, cái ngành công nghiệp smartphone của chúng ta
sẽ cạnh tranh sòng phẳng với cả các nền công nghiệp smartphone ở trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Bởi vì là khi mà BKV Bphone ra mắt ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một niềm tự hào rất lớn rồi. Nhưng cái phân khúc giá mà Bphone để là tầm trung với cả cao cấp ấy, thì nó lại không cạnh tranh trực tiếp với cả Xiaomi. Nên nó không cạnh tranh trực tiếp. Chính vì thế nên là bây giờ muốn Xiaomi hoặc là những hãng điện thoại smartphone khác ở Trung Quốc dần dần rút khỏi Việt Nam, hoặc là dần dần có cái thị phần ít hơn ở Việt Nam, thì phải có những cái smartphone giá rẻ của người Việt Nam chúng ta, giá cực rẻ như là Vin. Và có thể coi là Vin là một trong những cái hãng mà có thể ví với biệt danh là Xiaomi của Việt Nam rồi. Và chúng ta hoàn toàn có thể đem chuông đi đánh xứ người được, chứ không chỉ đánh ở Việt Nam. Và với cái công suất 5 triệu smartphone trong vòng 1 năm, cái công suất tối đa của nhà máy Hải Phòng khi mình đã có dịp đến thăm ấy, thì mình nghĩ là với công suất đó chúng ta phải làm sao, cố gắng làm sao tối ưu hóa hết, bán được hết và bán ra thị trường quốc tế, thì như vậy chúng ta mới có thể xứng vai với các cường quốc Nam Châu, đặc biệt là trong cái ngành công nghiệp smartphone này được. Bây giờ mình lại có một cái điều nữa muốn nói với các bạn, đấy là vào năm 2012 thì Samsung chiếm thị phần lớn nhất ở Trung Quốc, với thị phần của họ rơi vào khoảng 18%, và đứng thứ nhì, đứng thứ ba, các thứ đều là những hãng smartphone của Trung Quốc, ví dụ như là Huawei hay là Lenovo. Tuy nhiên đến năm 2018 thì thị phần của Samsung còn lại ở Trung Quốc là rất bé, mình nhớ không lầm chỉ rơi vào khoảng 1% thôi. Và bây giờ thị phần smartphone ở Trung Quốc phần lớn thuộc về các hãng sản xuất của Trung Quốc cũng như là Apple. Đấy, còn Samsung là gần như là chuẩn bị là mất tích ở thị trường Trung Quốc rồi. Vậy không có lý do gì là chúng ta không nghĩ đến việc là sau này smartphone Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở trên chính sân nhà của chúng ta, giống như người anh em láng giềng Trung Quốc họ đã làm được. Đấy, không có lý do gì là chúng ta không tin tưởng vào điều đó cả. Về mức giá thì hiện tại là mức giá của các cái sản phẩm Vsmart là một mức giá nó quá rẻ rồi. Nếu mà bây giờ chúng ta so sánh sang với cả các cái sản phẩm Samsung hàng chính hãng đi, thì Samsung có mức giá cao hơn rất nhiều và cấu hình thấp hơn rất nhiều. Sang Oppo đi, Oppo thì có điểm nhấn là camera nhưng cấu hình vẫn thấp hơn các sản phẩm của Vin. Vivo cũng vậy, Huawei thì bây giờ vẫn đang có một mức giá tốt, cấu hình cũng đủ rồi. Và Huawei trong phân khúc hàng chính hãng sẽ là cái đối thủ mà mình nghĩ là lớn nhất của Vin bây giờ. Đấy. Còn đối thủ của hàng sách tay, tất nhiên đối thủ lớn nhất của Vin VinSmart chính là Xiaomi. Đấy, còn lại thì hy vọng là với các cái phân khúc trải đều từ giá rẻ tầm trung của các cái sản phẩm VinSmart với cả tầm cao cấp của Bphone, tầm giá thôi nhé, của Bphone, thì thị trường smartphone của chúng ta, nhất là những hãng smartphone Việt Nam, sẽ đủ sức cạnh tranh ở từng phân khúc một với tất cả các cái hãng ở nước ngoài. Đấy, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về cái mức giá của VinSmart? Và theo các bạn nhé, các bạn hãy trả lời cho mình, đấy là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của VinSmart sẽ là những hãng smartphone nào? Đấy, và theo các bạn nữa thì liệu với việc ra mắt các cái sản phẩm, 4 sản phẩm VinSmart, thì liệu có ảnh hưởng gì đến BKV Bphone hay không, và có cạnh tranh trực tiếp với cả Bphone, và liệu có giết chết Bphone hay không? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi vlog của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cái video này thì mình quay một đúp luôn, không có cắt ghép, không có sửa gì cả, quay xong up lên luôn cho các bạn. Và mình quay ở quán cà phê số 2 Trung Liệt. Đây, có đàn piano ở đây này. Đấy, các bạn thấy không? Một cái quán nó rất là ấy thôi. Chúng ta ngồi đây, chúng ta ngồi tâm sự với nhau thôi. Đấy, cho nó vui vẻ như này. Sau này mình cũng sẽ có nhiều cái dạng video như này. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.